Cô xin chào các con. Trước khi vào vòng học mới thì cô và các con cùng hát và vận động bài hát Vải Gì nha. Bài về trái cây. Lặng lặng mà nghe tôi đọc bài về trái cây bạn nhé. Ăn vào mát mẻ là trái thanh long, xanh vỏ đỏ lòng là trái dưa hấu, hình thù rất xấu là trái sầu riêng, vàng vỏ xanh viền, dưa gan thơm mát, da sần đen hạt là trái mãng cầu, cong giống móc câu, chuối già chuối xứ, chuối già mà chuối xứ. Cô vừa đọc cho các con bài về có tựa đề là gì nè? À, đúng rồi, đó là bài về trái cây. Bài về nói về một số đặc điểm của các loại trái cây đó các con, và nhắc nhở các bạn nhỏ thường xuyên ăn trái cây để tốt cho sức khỏe nha. Qua bài về trái cây, các con hãy học thuộc, đọc cho ông ba, ba mẹ cùng nghe nè. Giờ học của chúng ta là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con.